Ông Nguyễn Xuân Phúc Sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 Tại Quảng Nam Là một chính trị gia người Việt Nam Ông Nguyên là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Từ năm 2021 Đến khi từ chức Do phải chịu trách nhiệm chính trị Từ hàng loạt bê bối tham nhũng Từ cấp dưới Nguyên ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Chuông Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13. Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 11, 13, 14 và 15. Ông từng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam. Ông cũng đảm nhiệm ghế Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN nhiệm kỳ 2020. Ông Nguyễn Xuân Phúc gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 12 tháng 11 năm 1983. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã lần lượt kinh qua các chức vụ trong Đảng và Nhà nước, tham gia Bộ Chính trị lần đầu tiên vào năm 2011, sau Đại hội Đảng lần thứ 11. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, ông Phúc trở thành Thủ tướng thứ 8 của Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ thủ tướng của ông đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ của Việt Nam, thậm chí nền kinh tế của đất nước còn tăng trưởng bất chấp đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Nhờ những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt dẫn đến việc mở cửa kinh tế sớm sau khi đại dịch tạm thời ổn định. GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91% đưa Việt Nam là nước duy nhất có tăng trưởng dương trong 6 nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á và vượt lên trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư trong ASEAN, đứng thứ 37 thế giới, trong khi các nước khác trên thế giới phải chịu đối mặt với suy thoái kinh tế do tăng trưởng âm và cũng như chủ trì thành công hội nghị ASEAN năm 2020. Ông cũng tạo nhiều niềm tin đối với các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước thứ 11 của nhà nước Việt Nam. Nhiệm kỳ của ông đã để lại dấu ấn ngoại giao đặc sắc như thành công thuyết phục các nước lớn chia sẻ vaccine năm 2021, nâng cấp quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc năm 2022. Ngày 18 tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 13, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Nguyên nhân ông từ chức được cho là cấp dưới của ông dính phải bê bối tham nhũng trong vụ sai phạm tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu công dân trở về nước do đại dịch Covid-19. Xuất thân và giáo dục Thân thế Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông được gọi theo thông lệ miền Nam là Bảy do là người con thứ sáu và là con út trong gia đình. Cha ông là Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1918 hiện đang sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hoạt động cho chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước năm 1954, tập kết ra Bắc theo hiệp định Geneva, ông cùng mẹ và các anh chị ở lại quê nhà. Thuở nhỏ theo học ở trường làng, mẹ và các anh chị của ông hoạt động bí mật cho một trận dân tộc giải phóng Việt Nam Việt Nam. Một người chị của ông bị quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa giết sau một trận đánh vào năm 1965. Năm 1966, mẹ ông cũng bị giết. Ông sống cùng chị gái tại quê nhà một thời gian, sau đó được những người đồng chí của cha mẹ ông bí mật đưa ra bác học theo chế độ của học sinh miền Nam năm 1967. Ông hiện sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và khi làm việc tại Hà Nội, Ông cư trú ở nhà công vụ số 11, chùa Một Cột, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Giáo dục Ông Nguyễn Xuân Phúc, theo học phổ thông cơ sở ở quê nhà Quảng Nam Đà Nẵng. Giai đoạn 1966-1968, ông lên chiến khu cách mạng. Ông được đảng đưa ra miền Bắc đào tạo. Ông theo học phổ thông đồng thời là bí thư đoàn trường cấp 3 những năm 1968-1972 tốt nghiệp giáo dục phổ thông 10/10 /10 năm 1972 từ năm 1973 ông ra thủ đô Hà Nội theo học đại học kinh tế quốc dân tham gia hoạt động phong trào đoàn thanh niên từng làm bí thư tri đoàn đến năm 1978 ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội với chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn B, Nga văn B. Những năm 1990, ông theo học ngành quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đến năm 1996, ông được cử theo học ngành quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Ngày 12 tháng 5 năm 1982, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức là ngày 12 tháng 11 năm 1983. Sự nghiệp địa phương. Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1978, ông Nguyễn Xuân Phúc trở về quê nhà và được nhận vào làm việc tại tỉnh nhà, bấy giờ là Quảng Nam Đà Nẵng. Từ năm 1980 đến năm 1993, ông lần lượt công tác với các chức vụ cán bộ ban quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, chuyên viên phó văn phòng rồi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Sau đó ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam Đà Nẵng khóa một khóa hai, chủ tịch hội khoa học kinh tế Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1993 ông được bổ nhiệm làm giám đốc sở du lịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Từ năm 1993 đến năm 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ giám đốc sở du lịch, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tỉnh ủy viên khóa 15-16 tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Nam. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, thành phố trực thuộc trung ương. Ông được phân công công tác ở Quảng Nam. Từ năm 1997 đến năm 2001, ông là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17-18, Phó Chủ tịch rồi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Năm 2001 Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông cũng kiêm nhiệm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, một liên hiệp khoa học kỹ thuật kết nối tri thức tỉnh. Thời gian này ông bắt đầu lãnh đạo lĩnh vực hành pháp quê nhà Quảng Nam, thực thi pháp luật, phát triển tỉnh. Giai đoạn từ 2004 đến 2006, Ông tiếp tục cương vị là Phó Bí Thư tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Bí Thư ban cán sự đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, sự nghiệp trung ương, văn phòng chính phủ Việt Nam. Tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc làm phó tổng thanh tra chính phủ tương đương cấp thứ trưởng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6 năm 2006, ông được điều động sang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 8 năm 2007, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Ông công tác ở vị trí phụ tá chính phủ Việt Nam những năm 2007-2011. Phó Thủ tướng Việt Nam Tháng 1 năm 2011, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc được tái cử vào Ban chấp hành chuông Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, được bầu vào Bộ Chính trị Ban chấp hành chuông Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung đảng cộng sản khóa 11 vị trí quan trọng lãnh đạo đảng và nhà nước sau đại hội ông được đề cử cho vị trí phó thủ tướng chính phủ đến ngày mùng 3 tháng 8 năm 2011 tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 13 ông nguyễn xuân phúc được quốc hội phê chuẩn làm phó thủ tướng thường trực chính phủ việt nam thời kỳ 2011 đến 2016 Ông giữ vai trò là phó thủ tướng thường trực, xử lý trực tiếp các nhiệm vụ trọng trách của chính phủ Việt Nam cùng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các phó thủ tướng chuyển giao vị trí thời điểm khác nhau như Hoàng Trung Hải từ 2011 đến 2016, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh từ 2011 đến 2016, Trương Hòa Bình từ 2016, Phạm Bình Minh từ 2013, Bước Đình Huệ từ 2016 đến 2020, Vũ Đức Đam từ 2013, Trịnh Đình Dũng từ 2016. Đại biểu Quốc hội Đại biểu Quốc hội khóa 11-13 tỉnh Quảng Nam Năm 2001, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên ủy ban kinh tế ngân sách của Quốc hội khóa 11 ông cũng bắt đầu là đại biểu quốc hội từ thời điểm này cho đến nay. Giai đoạn từ 2004 đến 2006, ông tiếp tục là đại biểu quốc hội, ủy viên ủy ban kinh tế, ngân sách quốc hội khóa 11. Ngày 22 tháng 5 năm 2011, ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2011 đến 2016, tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Nam, Gồm huyện Duy Xuyên, huyện Quế Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Thăng Bình, huyện Hiệp Đức và thành phố Hội An với tỷ lệ là 94,59% số phiếu hợp lệ. Đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hải Phòng. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kỳ 2016 Năm 2021 tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng gồm các quận Kiến An, Đồ Sơn, huyện An Lão, Tiến Lãng và Vĩnh Bảo với tỷ lệ là 99,48% phiếu bầu tán thành. Đại biểu Quốc hội qua 15 thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc chống cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh tại đơn vị bầu cử số 10 gồm huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Chính phủ từ 2016 đến 2021. Năm 2015, tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử là một trong các ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam sinh ra sau thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Đến tháng 1 năm 2016, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu lại vào Ban chấp hành chuông Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 tái đắc cử ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, với số phiếu tán thành là 446 phiếu chiếm 90% đại biểu, ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ, kế nhiệm ông Nguyễn Tân Dũng, điều hành Chính phủ Việt Nam. Đến ngày 13 tháng 6 năm 2016, ông Thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kế nhiệm ông là phó thủ tướng trương hòa bình. Thủ tướng nguyễn xuân phúc có 3 trợ lý là đỗ ngọc huỳnh, bùi huy hùng, cao xuân thành và hai thư ký thủ tướng là cấn đình tài và nguyễn hoàng anh. đến cuối năm 2008 ông bổ nhiệm thêm nguyễn duy hưng làm trợ lý. có tất cả bốn trợ lý đều cấp hàng vụ trưởng. với công tác lãnh đạo chính phủ chỉ huy hành pháp nhà nước Tính đến cuối nhiệm kỳ đầu năm 2021, ông phối hợp cộng tác với các thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng và Vũ Đức Đàm. Trong giai đoạn 2016 đến 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo chính phủ Việt Nam đối mặt với nhiều sự kiện lớn của đất nước, bao gồm động lực phát triển kinh tế xã hội, sự biến thiên tai, dịch bệnh và khó khăn chung của cả nước chương trình hành động chính phủ kiến tạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong nhiệm kỳ của mình đã đề ra khái niệm chính phủ kiến tạo mới so với chính phủ điều hành trước đó. Chính phủ này có bốn đặc điểm chính là thứ nhất, chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật, chính sách thể chế tốt để nuôi dưỡng phát triển kinh tế chứ không chỉ điều hành trên những gì pháp luật có sẵn. Thứ hai, nhà nước không làm thay thị trường Thứ ba, kiến thiết môi trường kinh doanh thuận lợi. Thứ tư, siết chặt kỷ luật cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử. Kinh tế, tổ tư vấn kinh tế. Với mục đích nghiên cứu, phân tích, tìm kiếm phương án phát triển kinh tế đất nước, tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021, được thành lập với 15 người. Sau đó vào cuối tháng 11 năm 2017, bổ sung thêm một thành viên là Trần Hoàng Ngân. Tháng 4 năm 2018, Nguyễn Xuân Thắng xin rút, tổ tư vấn còn 15 thành viên. Kinh tế Việt Nam 2016 đến 2021. Kinh tế Việt Nam giữ được đà tăng trưởng cao, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn năm 2016 đến năm 2019 đạt 6,8%. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91%, là nước duy nhất có tăng trưởng dương trong 6 nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á. Nợ công giảm từ khoảng 64,5% GDP vào đầu nhiệm kỳ xuống còn 55,3% GDP và được cơ cấu lại bền vững an toàn hơn, chuyển dần từ vay nước ngoài sang vay trong nước với kỳ hạn dài hơn và chi phí thấp hơn, nợ xấu còn 3%. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục gần 100 tỷ USD, thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Đại dịch COVID-19. Cuối năm 2019 đầu năm 2020 Đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và lan ra thế giới. Tại Việt Nam, chính sách chống dịch được đặt ra và kiên quyết thực hiện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo chung phân công cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trực tiếp. Ông chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động của các trường hợp khẩn cấp khác, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc. Đối với biện pháp hỗ trợ người dân ngày 9 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để nhằm chia sẻ những khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, ông tiếp tục ban hành chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời khởi động và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội. Môi trường Lũ lụt miền Trung năm 2020 Từ tháng 10 năm 2020, thiên tai lũ lụt miền Trung năm 2020 diễn ra hay còn được gọi là lũ trồng lũ, lũ lịch sử. Là một đợt bão lũ lụt khắp miền Trung Việt Nam, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, thừa thiên huế của bắc trung bộ một phần nam trung bộ gồm đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên và bắc tây nguyên đây được xem là một đợt lũ lịch sử mới được đặt mức báo động thứ bốn thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm rủi ro lớn nhất của việt nam ảnh hưởng sâu rộng vào tác động gây tổn thất thiệt hại toàn khu vực phá hủy trì hoãn và đẩy ngược nền kinh tế xã hội của miền trung việt nam với vai trò là lãnh đạo tối cao của chính phủ hành pháp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ huy phương án đối phó tiền tài giúp miền Trung vượt qua khó khăn, phân công cho các cơ quan nhà nước trung ương địa phương trực tiếp ứng phó với phương châm, đoàn kết cả nước cùng hướng về miền Trung. Thành tích nổi bật Xây dựng được chính phủ kiến tạo, liêm chính hành động Vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng vững chắc Chủ tịch nước từ 2021 đến 2023. Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng đối với ông bằng hình thức bỏ phiếu kín với 446 trên 452 phiếu tán thành, chiếm 92,92%. ,92 để chuẩn bị bầu ông vào vị trí chủ tịch nước Ông Nguyễn Xuân Phúc Vẫn tiếp tục nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đến ngày 5 tháng 4 năm 2021 sau khi quốc hội bầu thủ tướng mới thì nghị quyết miễn nhiệm chức vụ thủ tướng đối với ông mới có hiệu lực thi hành. Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2021 ông được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối 468 trên 468 đại biểu. Sau đó vào 9 giờ sáng cùng ngày ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước khiến ông trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước kể từ năm 1945 đến nay. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, ông được Quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ là 96,79%, 483 trên 483 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Tổng số đại biểu quốc hội khóa 15 là 499 đại biểu. Ngày 30 tháng 8 năm 2022, ông được phân công làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Đại dịch Covid-19 Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu Tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức kiều bào ta ở nước ngoài tham gia đóng góp ủng hộ để toàn dân toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh. Trong lễ phát động, đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Trước tình hình, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 85.500 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố cần rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách mật độ dân cư khi đường phố còn đông. Bởi thực hiện không nghiêm không kiên quyết Sẽ không giải quyết được vấn đề Và chỉ đạo Bí thư tri bộ trưởng thôn trưởng khu phố Phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy Chính quyền Về việc để dân thiếu ăn Đói cơm lạt muối Cùng cực xảy ra ở địa phương mình Vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 trong buổi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương không được ngăn sông cấm chợ, cản trở các hoạt động, cản trở sự lưu thông hàng hóa dịch vụ và dịch chuyển lao động. và ông cũng cho biết báo chí những ngày gần đây nói rất nhiều việc chúng ta cắt khúc địa phương này địa phương khác. nhân đây tôi xin nói chuyện pháo đài để mọi tỉnh, mọi huyện, xã, mọi cơ sở hiểu chuyện này, không để tình trạng ngăn sông cấm chợ xảy ra. công du liên bang nga à? Theo cùng ông và phu nhân là đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Nukovo ở thủ đô Nga Moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 29 tháng 11 đến ngày mùng 2 tháng 12 theo lời mời của Tổng thống Putin. Mục đích chuyến thăm là tăng cường hợp tác giữa hai nước trong phòng chống đại dịch COVID-19 nhất là nghiên cứu sản xuất vaccine, thuốc chữa bệnh và chia sẻ những kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh trong tuyên bố chung sau đó, hai bên khẳng định cùng nhau quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga đến năm 2030. Coi việc củng cố tin cậy chiến lược là nền tảng cho việc mở rộng và tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Theo đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng bình khôi, thời gian hội đàm giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Putin kéo dài gần 4 giờ đồng hồ là hiếm có trong các sự kiện tương tự của Tổng thống Nga. Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông, DOC, năm 2002 và hoan nghênh các nỗ lực sớm thông qua Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC. Ông Nguyễn Xuân Phúc còn hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Thủ tướng Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất. Ông còn có các hoạt động khác như dân hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Moscow và gặp các doanh nghiệp tại Nga. Chính sách bơm tiền và nền kinh tế Vào ngày 4 tháng 1, ông nói rằng nhiều nước đã rất mạnh tay chi ngân sách cho phục hội kinh tế. Chúng ta phải chấp nhận nợ công tăng thâm hụt ngân sách và tín dụng tăng trong tầm kiểm soát phải bơm tiền ra nền kinh tế giải quyết lao động phục vụ tăng trưởng ông đồng ý với đề xuất trong tờ trình về tăng bội chi vay quỹ dự trữ nguồn hối phát hành trái phiếu hỗ trợ thuê tiền nhà trọ cho người lao động giảm thuế phí giảm trừ thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp đặc biệt là bố trí vốn ngân sách nhà nước tăng vốn điều lệ cùng với tăng tín dụng giảm lãi suất tiền tệ mới tạo nên một khối lượng cần thiết để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Những chủ trương như vậy rất cần thiết trong lúc này để thúc đẩy kinh tế xã hội đất nước phát triển nhằm phục hồi tăng trưởng, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Nhận định cầu của nền kinh tế còn yếu, Chủ tịch nước cho rằng cần tăng tổng cầu, như là tại những lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, những đối tượng gặp khó khăn cần được hỗ trợ như người nghèo công nhân chủ tịch nước cho rằng việc về hỗ trợ tài khoá và tiền tệ được phát triển trong lúc khó khăn cần thiết nhưng mà nền tảng là phải giữ kinh tế vĩ mô nhất là chi tiêu lạm phát đồng thời ông lệnh cần thiết kế lại cơ chế khuyến khích và thủ tục tiếp nhận gói hỗ trợ tài khoá tiền tệ tín dụng cho doanh nghiệp người dân làm sao họ tiếp cận một cách nhanh nhất thuận tiện nhất chống tham ô lãng phí tôn nhất xây dựng nhà nước pháp quyền. Sang ngày 17 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội thảo. Ân giảm từ tù Đặng Văn Hiến. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định ân giảm với tử tù Đặng Văn Hiến từ án tử hình xuống còn trung thân. Trước đó Đặng Văn Hiến đã bị tuyên án tử hình về vụ tranh chấp đất đai với công ty Long Sơn được xem là một trường hợp an oan. Trước đó đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vào năm 2019 đã có phiếu chuyển đơn gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng liên quan đến tử tù Đặng Văn Hiến. Khi nhận tin Chủ tịch nước ký quyết định ân giảm từ án tử hình xuống trung thân và khuyên nghẹn ngào nói với báo pháp luật. Nhận tin này tôi mừng quá, vậy là chồng tôi được sống. Tôi xin cảm ơn Chủ tịch nước cùng các cấp có thẩm quyền, các luật sư, cơ quan báo chí đã lên tiếng. Theo báo pháp luật từ năm 2018 đến nay, vợ tử tù Đặng Văn Hiến và các luật sư trợ giúp pháp lý đã có nhiều đơn gửi Chủ tịch nước và các cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch nước xem xét đánh giá lại bản chất hành vi của Đặng Văn Hiến xin được ân giảm án tử hình. Từ chức và miễn nhiệm Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương Đảng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung đưa ra trong cuộc họp bất thường vào buổi chiều cùng ngày. Sau khi thảo luận và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông, Ngày 18 tháng 1 năm 2023, ông được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Ông là Chủ tịch nước có nhiệm kỳ ngắn nhất của Việt Nam cho tới thời điểm đó. Trước khi từ chức, ông vẫn đi chúc Tết các nguyên lãnh đạo và thăm gia đình các cố lãnh đạo Hội Phật giáo. Việc ông từ chức được cho là do chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ có nhiều sai phạm như hai phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, ba bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Mai Tiến Dũng, gây những hậu quả rất nghiêm trọng. Trong số đó đã có hai phó thủ tướng xin thôi chức, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Quốc hội miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Chiều ngày 18 tháng 1, Quốc hội khóa 15 họp kỳ họp bất thường lần thứ 3 tại Hà Nội đã quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với Nguyễn Xuân Phúc với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội miễn nhiệm các chức vụ nêu trên đối với Nguyễn Xuân Phúc. Theo quy định tại Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trước đó ngày 17 tháng 1, căn cứ quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban chấp hành chuông Đảng đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành chuông Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ban chấp hành trung đảng đánh giá ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành trung đảng, bộ chính trị các khóa tín nhiệm, phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước. Trên cương vị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2016 đến 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19 Đã hiệu quả quan trọng, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm, gây hiệu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trung ương đồng ý ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước. Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân quyết định được ban chấp hành trung ương thống nhất tại cuộc họp bất thường chiều ngày 17 tháng 1 sau khi xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước khi làm chủ tịch nước, hồi tháng 4 năm 2021, ông Phúc có một nhiệm kỳ làm thủ tướng từ 2016 đến 2021, được trung ương đánh giá là đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ có vi phạm khuyết điểm. Trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã được Quốc hội phê chuẩn cho thôi nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân. Ba bộ trưởng bị trương đánh giá là có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng gồm ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Hà Nội và ông Mai Tiên Dũng, nguyên Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Thanh Long và ông Ngọc Anh đã bị bắt Ông Dũng bị ban bí thư cảnh cáo Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân Ông Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ Được phân công Nghỉ công tác và nghỉ hưu Thông cáo đều. Chủ tịch nước do quốc hội bầu Trong số đại biểu quốc hội Do đó quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc Ông Nguyễn Xuân Phúc Thôi giữ chức vụ đảng nhà nước Ngày 17 tháng 1 năm 2023 tại trụ sở Trung Đảng, Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành chuông đảng, bộ chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 đến 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân ông nguyễn xuân phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu Căn cứ quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban chấp hành Trung Đảng, đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung Đảng ra Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói về lý do xin thôi nhiệm vụ. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 đến 2021, nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nên đã có đơn xin thôi nhiệm vụ. Gương mẫu chịu trách nhiệm chính trị. Chiều ngày 1 tháng 2, tại văn phòng Chủ tịch nước đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, đánh giá trong suốt quá trình công tác hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán, luôn sống và làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết vì sự nghiệp chung. Vừa qua nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân, ông đã gương mẫu chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vì một số cán bộ lãnh đạo dưới quyền vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nên làm đơn xin thôi giữ các chức vụ phân công, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Quốc hội đồng ý cho thôi giữ chức vụ. Bà Xuân nêu và bày tỏ cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của ông Phúc với cá nhân bà của cơ quan. Bà nhấn mạnh việc Đảng Quốc hội tin tưởng giao giữ trọng trách quyền chủ tịch nước cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới, bản thân ý thức sâu sắc rằng vinh dự càng lớn trách nhiệm càng cao. Phát biểu ý kiến sau đó, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho hay ông rất xúc động khi được quyền chủ tịch nước và cơ quan tổ chức gặp mặt bàn ra công tác rất trân trọng, chu đáo, ấm áp nghĩa tình. Ông bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo đảng, đồng thời chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân đã được giao trọng trách rất nặng nề là làm quyền chủ tịch nước. Ông mong bà Xuân tiếp tục phát huy hoàn thành nhiệm vụ được Đảng Nhà nước nhân dân giao. Ông nói được Đảng Nhà nước giao trọng trách chủ tịch nước từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023 là gần 21 tháng. Trong thời gian này, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng nhân dân đất nước, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, kế thừa phát huy các thành tựu quan trọng của các nguyên chủ tịch nước tiền nhiệm. Với sự chung sức đồng lòng của phó chủ tịch nước, ông đã nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn. Tuy nhiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu thì có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng Nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Trong các cuộc họp của Bộ Chính trị Bất Thường của Trung ương và phiên họp Bất Thường của Quốc hội, tôi đã nêu vấn đề này một cách dứt khoát rõ ràng. Căn cứ quy định của Đảng Nhà nước xem xét nguyện vọng của tôi, Đảng Nhà nước đã đồng ý để tôi thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội qua 15, ông Phúc nêu. Ông bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng Nhà nước, cơ quan Trung ương địa phương đã hết sức ủng hộ giúp đỡ để ông hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ông cũng nhắc lại thời gian làm việc với sự giúp đỡ của cán bộ công chức cơ quan văn phòng chủ tịch nước là kỷ niệm đẹp đẽ trong quá trình công tác. Ông mong các cán bộ công chức văn phòng tiếp tục vươn lên hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ nặng nề được giao. Nguyên chủ tịch nước nêu rõ, ông nhìn lại quá trình học tập công tác dù ở cương vị nào cũng luôn một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân ra sức phấn đấu học tập rèn luyện, tận tùy làm việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh thêm việc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí Thư thì toàn đảng, toàn dân, toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình dân chủ giàu mạnh. Sau phát biểu của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng cũng dành thời gian khẳng định về những đóng góp cống hiến của ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn công tác. Thường trực Ban Bí thư mong muốn nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với bề dày thực tiễn và kinh nghiệm phong phú của mình tiếp tục có những đóng góp tích cực cho Đảng, cho đất nước, góp ý cho các cán bộ đường chức những ý kiến thẳng thắn chân tình. Ông gửi lời chúc quyền Chủ tịch nước võ thị ánh xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp. Các bạn thân mến, duy Lý thường xuyên bị đau mỏi vai gáy và tê nhức các cái khớp xương tay chân tuy nhiên từ khi sử dụng cái thảo mộc xoa bóp này thì các triệu chứng đã giảm đi đáng kể đây là một phương thuốc bí truyền của người dân tộc giao các bạn nào có các cái triệu chứng như là phong tê thấp bầm tím sưng tấy đau mỏi vai gáy ho gió và bị sốt cao hoặc là bị mề đay mẩn ngứa hoặc là sưng tấy do côn trùng cắn thì liên hệ với Duy Ly để mua sản phẩm này. Sản phẩm này cung cấp bởi Duy Ly là sản phẩm chính hãng với giá cả tốt nhất. Số điện thoại đã được Duy Ly để ở bên dưới. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi